chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục đón nghe Phần 4 Và cũng là phần cuối Tiểu thuyết hình sự của tác giả Nhà văn Trần Văn Tuấn Tiếng chớp đen Bức tranh tia chớp đen lại tiếp tục bị biến dạng. Bây giờ nó méo mó, dị dạng, loang lộ như một vết ố tự nhiên. Ông Bảo Tạch nói dối để làm gì? Vết thương ở chỗ của ông ta Là vết chém chứ không phải là vết đạn côn Chắc gì bộ hạ ông ta Đã bị dập nát Hư hại như ông kể Lối đi rừng và đặc tính bạo liệt Đã thể hiện điều đó Là chó béc dây khôn ngoan ấy Không thể chấp nhận sự nổi loạn của bầy chuột Tiếng động nặng Và trầm như tiếng ghế đổ Không thể do chuột gây ra Lại thêm một con người bí ẩn nữa qua lối rẽ được chừng hai ba chục mét Huy toạt vào bên đường Rồi quay trở lại Các điểm ngoại ô và tính chất tỉnh lị Ở khu vực này nổi rõ về đêm Bởi có 10 giờ tối Mà đường phố đã vắng vẻ Đường lộ chính Hầu như rất ít người đi lại Sự di chuyển Chủ yếu vẫn là các loại xe tải Xe ô tô du lịch và Honda Quán cà phê nhạc Ở đầu phố đã vắng vẻ Tìm góc độ chuẩn nhất Huy theo dõi nhà ông Bảo Thạch. Điều anh ngờ vực đã là sự thật. Chỉ ít phút sau, ông Bảo Thạch dắt xe Honda ra ngõ. Đi sau ông là một người đàn ông có dáng vẻ mệt nhọc, lo lắng, thiếu tự tin. Trong ánh đèn ngoài ngõ, Huy nhận ra kẻ lạ mặt đi sau ông Bảo Thạch chính là Huỳnh Công Cảo. Lá bù hộ mệnh trên mặt anh ta hiện rất rõ cùng với nỗi lo lắng bạc nhược của một người nhút nhát chưa quen hoạt động bí mật. Hóa ra câu chuyện chạy trốn tia chớp đen này còn có nhiều lối rẽ ngang tắt vì tính chất ly kỳ của nó không thua gì cái tiểu tuyết trình tám mà anh đã đọc được. Bức tranh tia chớp đen lại thêm một nhân vật nữa. Ông Bảo Thạch với nỗi thù hận người có tên là Hải Mẫn. Một quá khứ có tính chất huyền thoại không thể kiểm chứng được. Những lời tâm sự u uất có pha thêm vài hạt sạn dối trá không thể chậm hơn được ngay trong đêm này anh phải xác minh được ông bảo thạch là ai cô gái đó có tên là nguyệt ly là ai cào đến nhà ông bảo thạch làm gì và bây giờ ông ta dùng honda chở cào đi đâu chiếc xe honda do ông bảo thạch điều khiển chở huỳnh công cào lao vút về phía trung tâm thành phố không còn cách nào khác huy đành phải nhảy ra giữa tường chặn một chiếc xe tải, đưa thẻ công an và yêu cầu ông lái xe đuổi bám theo chiếc Honda đang sắp sửa mất hút ở phía trước. Người lái xe cao có vì bị chặn đường, nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời. Chỉ sau vài phút, chiếc xe tải đã đuổi kịp chiếc Honda. Ánh đèn pha sáng rực đã trùm lên hai người ngồi trên đó. Gác ngồi sau đội mũ vải ô màu cháo lòng, hốt hoảng quay đầu nhìn lại. Cũng nốt rồi và sợi lông xoăn trên đó càng nổi bật đặc tính dị tật trong vẻ nhăn nhó và sợ hãi bạc nhược tia chớp đen gì thằng khỉ này huy nghĩ thầm có ép sắt để bắt chúng không đây người lái xe hỏi đúng lúc đó chiếc honda đã rẽ ngoặt về phía phải đường phố chật hẹp xe tải không thể đi được huy vội vã tông cửa xe nhảy xuống không kịp gửi lời cảm ơn anh chạy bộ đuổi theo ánh đèn xe Honda. Hóa ra phía trước mặt anh là biến xe tỉnh lẻ. Giờ này đã vắng ngắt. Thật may mắn cho anh lúc đó có một thanh niên đi xe Honda ngang qua, thấy Huy chạy. Anh ta ngờ vực chặn lại. Anh chạy đi đâu? Huy mừng rỡ rút tài công an ra cho anh ta coi. Yêu cầu anh ta đưa mình bám theo phía trước. Người thanh niên vội vàng rổ ga phóng đi vừa kịp tới chiếc Honda của ông Bảo Thạch rẽ phải theo con đường chạy ra bến xe ô tô. Cảo rời xe Honda của ông Bảo Thạch và đi vào nhà bán vé của bến xe. Bảo Thạch vỗ vai nói với Cảo một vài câu rồi quay xe phóng về. Ông ta không tỏ ra vội vã. Huy cảm ơn người thanh niên rồi nhanh nhẹn bám theo Cảo. Đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút tối và Cảo thu xếp chỗ nằm nghỉ qua đêm ở sát quầy vé. Và ngày mai, anh ta đi đâu? Gần 12 giờ đêm, Huy mới về tới khách sạn quê hương. Khách sạn đã đóng cửa. Huy phải gọi cửa nhiều lần. Bác bảo vệ già, một cán bộ về hưu mới tức dậy. Yêu cầu được gặp Hùng của anh được thực hiện ngay. Cả Phong cũng ra theo. Gặp Huy, Phong ân hận. Tôi không bám theo được cảo Tôi biết Huy kéo hai người ngồi xuống lề đường. Sự việc có lẽ phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều. Cảo có mối quan hệ với ông chủ khách sạn này. Anh ta đến nhà riêng của Bảo Thạch trước lúc tôi đến và hiện đang nằm ở bến xe. Sáng mai anh ta đến đâu, làm gì là một câu hỏi buộc ta phải biết. Cậu Phong tiếp tục bám sát Cảo đi. Hùng thông báo. Hồi 10 giờ kém 5 phút trước lúc cô Nguyệt Ly đóng cửa phòng trực Ông Bảo Tạch có gọi điện thoại Lên hỏi anh có đây không Và nhắn cô ta có gặp anh Nói ông ta muốn nói chuyện điện thoại gấp Huy buồn chồn Những người ở tỉnh đại ra sao Hùng lắc đầu Họ ngủ ngay từ lúc 8 giờ Mai họ đi sớm Biết họ đi đâu chứ Biết Cậu tiếp tục bán theo họ Còn tư phát Cậu Phong biết tin tức gì không phòng có vẻ thất vọng trong giọng nói Thật đáng tiếc Tôi không biết gì cả Xuống ga tôi bám theo cào Cào bám theo đỗ văn bản Vào trung tâm thị xã Rồi dừng lại uống cà phê Tôi cũng phải dừng lại Trong lúc đó Bạn đi ra bến xe ô tô Tôi phát bám theo Tôi trông chừng cào Anh ta uống cà phê rất lâu Không tỏ ra vội vã gì Đến 3 giờ chiều Tôi thấy anh ta vẫy một chiếc Honda Đi qua rồi chạy về phía bến xe Xui cho tôi quá Lúc đó không thấy một chiếc xe Honda ôm nào cả Lúng túng mất 10 phút Tôi mới kiếm được Một chiếc xe chạy ra bến xe Nhưng ở đó chẳng có dấu vết gì Của cả và bạn Từ phát chắc giỏi hơn tôi Đã bám được bản rồi Tôi chắc sẽ không tìm thấy ở cảo Ở đấy nữa Nên vội vàng về đây Tôi rời thị xã lúc 6 giờ chiều. Đến khách sạn này hồi 9 giờ tối. Tôi không tin Cào đã hạ sát được bản và vô hiệu hóa được tư phát. Huy nín lặng một lúc rồi quyết định. Ngày mai mọi việc sẽ rõ. Phòng cứ bám chặt lấy Cào. Hùng vẫn theo phương án cũ. Ngày mai sẽ có ô tô của ta bám theo. Từ giờ tới sáng cậu không được ngủ. Sự việc đang bắt đầu lộ rõ. huy không vào khách sạn anh trở về công an phường và hết sức ngạc nhiên khi thấy ông bảo thạch ngồi ở bàn đang nói chuyện vui vẻ với đồng chí công an trực huy bối rối thực sự ông chủ nhiệm tới đây khuya vậy chắc là có chuyện gấp ông bảo thạch nghiêm trang và đĩnh đạc như sắp sửa đọc một bài diễn văn quan trọng ở tư thế của một yếu nhân đúng thế tôi cần gặp anh và tôi biết việc các anh đang làm huy đã lấy được sự bình tản cần thiết ông muốn giúp đỡ chúng tôi vâng và chỉ có sự giúp đỡ của tôi các anh mới tóm cổ được hắn ông bảo thạch khẳng định trong tư thế chiến đắng huy ngồi xuống tử tốn tôi xin nghe ông ông bảo thạch nhìn đồng chí công an trực với ý dò hỏi Tôi nói với đồng chí Huy trước trận. Đồng chí trực ban vui vẻ. Tất nhiên, bác thấy anh ấy đang làm phận sự, chứ có phải là khách du lịch đâu. Ông bảo Thạch khôn kéo xoay người về phía Huy. Xin lỗi anh, tôi phải làm đúng phận sự của công dân trong địa phương này. Đó là một điều đáng quý. Huy mỉm cười khích lệ, mặc dù đầu óc anh hết sức căng thẳng. Ông bảo thành im lặng dây lát để chuẩn bị cho câu mở đầu. Ông ta đã chọn phương pháp gây ấn tượng mạnh. Các anh đang truy tìm kẻ tử thù của tôi. Tía chớp đen là biệt danh của hắn và thằng câm các anh đã bị chúng nó lừa gạt. Đỗ văn bản chính là hắn, chính là tên đã hủy diệt gia đình tôi, chính là tên giết người, tía chớp đen mà các anh đang tìm kiếm hắn đã tương kế tiểu kế để thu hút sự chú ý của các anh và mục tiêu giả. Trên chuyến tàu vừa rồi, các anh đã mắc bẫy hắn. Tưởng hắn là người chạy trốn, bị băng nhóm thuê, tia chớp đen thành toán. Sự thật hoàn toàn chính xác. Người thân của tôi là Huỳnh Công Cảo, mới đến nhà, báo cho tôi biết. Anh ta đang kể lại cho tôi nghe, thì anh đến. Anh đã bí mật theo dõi tôi trên xe tải và sau đó là ở bến xe. Tôi biết hết, nhưng vì kế hoạch riêng nên tôi vẫn phải để cảo ở bến xe. Sáng sau, cậu ta lên cây số 33 của lộ đá ong để chuẩn bị trước. Các anh sẽ gặp cảo sáng mai ở đó, khỏi theo dõi gì nữa. Anh ta trước là dân bụi đời trốn lính. Tôi nuôi dưỡng anh ta nhiều năm, chỉ để nhờ một việc duy nhất, nắm tin tức về kẻ hại gia đình tôi Bản lĩnh anh ta bình thường lắm Các anh đừng lo Nhưng tôi đâu có cầu bản lĩnh Tôi cần sự ngu ngốc Hèn nhát của anh ta Anh ta là người không bao giờ nói dối được khả năng nói dối của anh ta rất kém Những năm gần đây Anh ta là đệ tử của tôi Nhưng đồng thời Cũng đứng đầu một băng bụi đời Sống bám trên hè phố Hàng việc vặt Ăn cơm trong cái vụ mua bán lại các đồ dùng điện máy cũ. Công việc của anh ta là theo dõi yêu cầu của tôi, dò xét hoạt động của bọn tội phạm, xem xét dấu vết của tên Hải Mẫn. Bốn năm trước, anh ta khẳng định rằng tên Hải Mẫn và thằng Câm đã bỏ chạy đi nước ngoài. Quan hệ giữa anh ta và tôi chấm dứt sau khi tôi đã trả anh ta một món tiền kha khá. Tuy vậy, Tôi vẫn dạy anh ta Ý thêm Có gì thì báo cho tôi biết Vừa rồi anh ta đến đây Báo cho tôi biết sự thật Gần một năm nay Anh ta làm việc cho một băng cướp bí mật Có biệt danh là tia chớp đen Chúng thuê anh ta Môi giới tìm chủ hàng Bọn cướp này không phải là cướp đường Như các băng thông thường Mà là làm nhiệm vụ bảo vệ Cho các nhóm buôn lậu tầm cỡ Hoặc giết người Theo hợp đồng có giá cao các băng chủ buôn lậu thanh toán nhau là chuyện thường tình người này thù người khác muốn giết nhau cũng không phải là chuyện hiếm ít nhất đến lúc này hoạt động trung gian của anh ta tưởng như rắc rối nhưng sự thật là đơn giản vì mọi việc đều do băng nhóm của chúng thực hiện anh ta giống như một cái máy thông tin tụ phát bọn chúng dò xét trước biết nhóm của a muốn thanh toán nhóm b chúng tống tiền cả nhóm A lẫn nhóm B qua một anh ta. Sau một thời gian chơi hai hàng, bọn chúng đặt giá. Bên nào trả cao, bọn chúng sẽ thanh toán bên kia. Giới buôn lậu hiện đại, điên đầu về tổ chức của hắn, nhưng chưa tìm được cách trị, mà vẫn phải sủng hắn làm công cụ của mình trong những thời điểm cần thiết. Và không một ai biết rằng, tên giết người, tên tống tiền chuyên nghiệp ấy là Đỗ Văn Bản một cổ đông là A, một thành viên trong ban điều hành tổ hợp thịnh đại, một người buôn bán các hợp đồng sản xuất, trao đổi có uy trong giới làm ăn công khai và lén lút. trực tiếp giết người là Tàng Cơm, nhưng kẻ đứng ra tổ chức là hắn. tất cả những xác chết dưới tay Tàng Cơm và hắn đều là những xác chết về nghĩa rộng. không đời nào hắn để lại một dấu vết gì. Hắn là kẻ giết người chuyên nghiệp Huynh Cốc Cào biết được hắn Vì tổ hợp thịnh đạo Muốn thanh toán hắn Hóa ra Cái tổ hợp này là tổ hợp buôn trầm hương Và đồ cổ Với vốn đầu tư Và tổ chức vận chuyển tiêu thụ Với quy mô cỡ quốc tế Hàng của họ chủ yếu chạy ra nước ngoài Theo đường biển Và đường bộ qua Campuchia Sang Thái Lan Vùng này chỉ là một điểm thu gom trầm hương của tổ chức tịnh đại Hình như Đỗ Văn Bản biết được món lợi khổng lồ của chuyện làm ăn Nên tính chuyện tống tiền và cách tuyên bố ly khai rút cổ phần Bằng tịnh đại thấy sự việc có nguy cơ bị lộ nên quyết định thủ tiêu hắn Bọn họ đâu có biết hắn là tia chớp đen Nên bỏ ra bốn cây vàng qua trung gian Yêu cầu tia chớp đen hạ sát Đỗ Văn Bản Thế là nhóm tịnh đại đã rơi vào bẫy của hắn. Hắn làm ra vẻ chạy trốn và giao cho huỳnh công cảo đóng vai tia chớp đen để thủ tiêu mình. Hắn cố tình làm to chuyện này cho các anh biết. Các anh bám theo hắn để bắt tia chớp đen. Hắn đánh lạc mục tiêu. Các anh bị hắn hút theo không chú ý đến nhóm tịnh đại là thể và định. Mục đích của hắn là để các anh thấy rõ là nạn nhân và bị săn đuổi trong khi hắn hành động giết người cướp của ở cây số ba bà. thề và định sắp tới sẽ đến để đón giao tiền cho những kẻ bán trầm hương hắn và tằng câm sẽ giết cả hai người bán lẫn kẻ mua để cướp đoạt lẽ ra theo chỉ dẫn của hắn huỳnh cốc cảo sẽ không đến đây mà theo xe ô tô về sài gòn ngay hắn tin cảo sẽ không hề biết gì về hắn nên sau khi rời tàu Đi theo hắn một đoạn Là xong việc Tự do trở về Hắn không ngờ rằng Khi nói với tàng cơm, Xong việc ở cây số 33 Thì về đây để hạ sát tôi Hóa ra hơn 10 năm nay Hắn vẫn bí mật theo dõi tôi Hắn tính không thừa rằng Một khi có nhiều xác chết Và chuyện cướp có tổ chức Thì tôi sẽ nhận ra ngay Bàn tay của hắn và như thế Quá khứ của hắn sẽ bị phơi bời. Huỳnh công cảo Tuy có tiếp tay vào vụ này Nhưng anh ta chưa đến nỗi Mất hết lương tâm Anh ta còn đến báo cáo cho tôi biết Và yêu cầu tôi đưa đến công an Để khai báo Nhưng tôi thấy việc này chưa cần thiết Cái quan trọng hơn Là hãy nằm sẵn ở bến xe Chờ thể và định Để cùng đi lên cây số 33 Và sáng mai Các anh yên tâm anh ta không chạy trốn đâu Và lại tôi biết người của anh Huy Đã đeo sát anh ta rồi Huy nhìn sâu vào mắt bảo thạch thăm dò Tất cả những điều ấy Bác biết từ bao giờ Trước khi anh ta đến một phần Sau khi anh ta về Thì tôi biết tất cả Bây giờ bác định làm gì Cho tôi đi cùng các cả anh Cảm ơn bác 6 giờ sáng chúng tôi sẽ đến đón bác Huy bắt tay ông Bảo Tạch với thái độ bình thản. Ông ta nhìn Huy rõ xét và có phần lo lắng điều gì đó. Huy đọc thấy điều lo lắng ấy ở khóe mắt trái. Lúc ấy đã 1 giờ 30 sáng. Sau khi yêu cầu đồng chí công an trực ban báo với trưởng công an phường cho xin hồ sơ của ông Bảo Thạch và hẹn sẽ quay lại ngay. Huy đi ra bến xe. Các con bài đã lật ngửa không có phải che giấu bí mật nữa. Huỳnh Cốc Cảo rất lo lắng, sợ hãi khi đối mặt với Huy ở đồn công an bến xe. Dường như anh ta là người quá nhu nhược, an phận. Tôi muốn đến cơ quan công an để khai báo sự thật, nhưng ông Bảo Thạch nói là tôi chưa cần làm rộn lên. Tự ông ấy trình báo và tôi cứ làm theo lệnh của ông ta. Chứng minh như hợp lệ anh ta nói thêm Tôi mới có vợ con Vợ tôi từ kinh tế mới về Chúng tôi đã có một căn nhà nhỏ Xin các ông chiếu cố Không có nhiều thời gian Huy đi thẳng vào việc cụ thể Anh quen với ông Bảo Tài khi nào? Hồi đầu năm 1976 Ở ga Sài Gòn cũ Ông ấy truy tìm Một người có tên là Hai Mẫn Thấy tôi ốm yếu tật tà Ông ấy thương đưa về đây nuôi dưỡng, chữa chạy một thời gian, rồi chi vốn về làm ăn. Tôi sửa xe đạp, lấy tiền sinh nhai và tiếp tục dò xét trong dãy anh chị bụi đời, người có tên là Hải Mẫn. Ông Bảo Tạch rất tốt, tôi thương ông ấy. Tại sao anh đi với hai người ở tổ hợp thịnh đại? Theo lệnh của ông bạn, tôi đến gặp ông Thể để xin đảm nhận công việc theo dõi sự chạy trốn của ông bạn. Ông thể chấp nhận và giao việc cho tôi đeo bám, hỗ trợ tia chớp đen khi hành động, rồi báo lại những gì trông thấy, trông tạp biết. Vì sao anh biết tia Chớp Đen là ông bạn và người đàn ông bị công? Thực ra hồi đầu, tức là cách đây ba ngày, tôi không biết gì, cũng như mọi khi. Một người đàn ông mặt lõm, tôi không biết tên. Đến nói cho tôi biết Có việc cho tôi làm Tôi đến gặp ông Thể Phó chủ nhiệm phụ trách vật tư Của tổ hợp thịnh đại Báo tin Có người muốn bán cho tổ hợp Một số sắt thép Và hợp đồng được ký kết Tại quán cà phê Thiên Hương Hồi 6 giờ chiều hôm sau Tôi chỉ nói vậy Và thông báo lại Người mặt lõm biết ông Thể đã nhận lời Đến ngày hôm sau Người mặt lõm lại đến nói với tôi báo trong tể biết hợp đồng sẽ được thực hiện vào bốn ngày sau trên tàu thống nhất và yêu cầu cho tôi cùng đi quan sát ông thể cũng đồng ý và chịu phí tổn vé tàu ăn đường cho tôi như một thành viên của tổ hợp đi công tác trước ngày lên tàu tức là chín giờ tối ngày mười ba người bà lõm đến đưa tôi đến gặp ông bạn để giao việc cụ thể ở quán cà phê tiên hương bản ra cho tôi việc khi ông ta xuống tàu phải bám theo một đoạn rồi rẽ vào quán cà phê ngồi đó chừng một giờ sau đó sẽ ra bến xe mua vé về sài gòn công việc chỉ có vậy uống cà phê tối đó có tôi bạn người mặt lõm và người nữa đen sì lì lợm ngây ngô mãi tới khi tàu đến nha trang trong toa ăn tôi mới biết Người đó bị câm Cùng ở toa 16 Và cũng chính ở đó Tôi biết hắn là tia trước đen Các ông đã không để ý Đến người câm Cùng ở toa 16 Toa cuối cùng Người câm nhận được chỉ thị của sếp Tức bản Ngay sau khi xong việc Ở cây số 33 lộ đá Thì về ngay hạ sát ông Bảo Thạch Ở khách sạn quê hương Cùng với sếp Thực ra nguyên văn gã mặt lõm nói với người cầm như thế này. Hợp đồng khai thác ở lộ đá ong, vùng cây số 33. Ông làm một nửa rồi về ngay khách sạn quê hương cùng với sếp. Đòi nợ ông Bảo Thạch. Phần còn lại tôi và người của tôi thực hiện tiếp. Tôi đã chịu ơn của ông Bảo Thạch nên tôi không thể bán đứng ông ấy cho bọn chúng. Bởi vậy, thay vì về Sài Gòn, tôi lập tức quay ra đây để báo cho ông ấy biết Anh biết ông Tể và Định Ở tổ hợp thiên hương Lên lộ đá làm gì không Tôi không biết cụ thể lắm Nhưng tôi biết công việc của họ Không bình thường Hình như họ thu mua hàng lậu Gì đó ở trên ấy Nhóm của bạn Người mặt lõm và người câm Muốn tổ chức cướp của họ Họ mang theo nhiều tiền chứ Chắc chắn là nhiều Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên Nhưng tỉnh thoảng Ông ấy có gửi thư Và nếu có dịp về Sài Gòn Ông ấy đều ghé qua chỗ tôi Thăm hỏi chốc lát Có thật là anh vừa mới biết Mình dính líu vào các vụ phạm pháp không? Dạ thật Trước đây tôi nghĩ rằng Đó chỉ là những vụ làm ăn Kinh tế tuần túy Tôi rất sợ và dính líu với công an Theo ý kiến của riêng anh Ông Bảo Tạch là người thế nào? Tôi nghĩ rằng ông ấy là người tốt Là ân nhân của tôi Tôi chưa thấy ông ấy đối xử điều gì Không tốt với ai cả Thôi được rồi Cảm ơn anh Bây giờ anh cứ yên tâm về công an phường nghỉ ngơi Chúng tôi sẽ đưa anh về Sài Gòn cùng Anh không phải đi lộ đá Theo lệnh của Bảo Thành nữa Chỗ ấy rất nguy hiểm Cho bản thân anh Vâng Thưa ông tôi cũng muốn vậy Huy và Phong đưa Cảo về trụ sở công an phường. Cảo xin được ngủ ngay. Anh ta có vẻ yên tâm và rất mệt mỏi. Lúc đó là 2 giờ sáng. Hồ sơ của ông Bảo Thạch không nhiều. Chưa có tiền án. Gia đình ông ta giàu từ lâu đời. Ông bố là chủ khách sạn quê hương. Năm 1960, ông Bảo Thạch cùng người anh là Bảo Tùng trốn nhà đi làm ăn biệt tích. Ông Bảo Tùng mất tích từ đó Tháng 6 năm 75 Ông Bảo Thạch trở về Khai làm ăn lưu lạc ở Thái Lan Điều này chưa được xác minh Từ tháng 4 năm 76 Ông là nhân viên hợp đồng Cho cửa hàng thương nghiệp ở quận Năm 1980 Công ty du lịch ăn uống quản lý Nhà hàng quê hương Với tính chất công tư hợp doanh Sau khi bố chết Ông Bảo Thạch tay cha làm chủ nhiệm từ đó nhà hàng quê hương được nâng cấp thành khách sạn và ông Bảo Thạch vẫn được chỉ định làm chủ nhiệm. Từ cách đạo đức và công dân của ông trong 10 năm qua, từ 1975 đến giờ, chưa thấy sai phạm gì. Quan hệ rộng vì công việc. Huy kẹp tờ lý lịch cá nhân của Bảo Thạch vào sổ tay và hỏi thêm. Ông Bảo Thạch có hay đi Sài Gòn không? Đồng chí trưởng công an phường thận trọng tôi không rõ lắm hình như không nhiều lắm hai ba tháng mới đi một lần chủ yếu là mua hàng ở đây số vật kiểu về nước nghỉ ở khách sạn đông không anh tương đối nhiều họ đến thành phố này và hầu hết nghỉ ở khách sạn quê hương các anh không ngờ vực gì người của tổ hợp thịnh đại à trong địa phương của chúng tôi họ chưa có điều gì để chúng tôi ngờ vực sự phạm tội Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại réo vang. Đồng chí trưởng công an phường cầm ống nghe lên. Mặt tái đi vì sự chấn động của tin tức bất ngờ. Anh đấu nghe cho Huy. Hùng điện thoại từ khách sạn báo tin. Cô Nguyệt Ly bị giết chết. Hai người thịnh đại đã biến mất từ lúc nào đó không biết. Lúc ấy là 4 giờ kém 15 phút. Hùng thủ giết cô Nguyệt Ly không phải là tới cướp bình thường hắn không cướp gì cả và để lại một hiện trường trống rỗng với xác chết hoàn toàn hắn đã đột nhập phòng và hạ sát cô ta ngay trên giường ngủ bằng một cú đập mạnh sau gáy con hình sự của quận đã tới và lập hàng rào ngăn cách hùng đau khổ tôi không chú ý đến phía sau chỉ có một mình tôi không làm gì hơn được phòng ngủ cụ thể vật định có cửa hậu ra phía sau và có máy điện thoại tôi cảm thấy sự im lặng khác thường nên nhìn qua cửa sổ phòng thì thấy họ biến mất tôi kêu cửa nguyệt ly hỏi thấy cửa không mở tôi kêu bác bảo vệ tới phá cửa sổ nhìn qua thì thấy cô đã chết trên giường hiện trường cho thấy không có gì xáo trộn xô sát điện thoại nhóm bảo thạch không có người nghe Huy và Hùng cùng Phong với một trung úy phòng hình sự công an thành phố lên xe, cấp tốc phóng nhanh về nhà ông Bảo Thạch. Trời đã mở sáng. Cổng ngõ nhà ông Bảo Thạch khóa trái, bên trong im ắng. Huy bấm chuông không thấy tiếng chó sủa, không có người ra. Chờ 5 phút sau, hồi chuông thứ tư, trung úy hình sự quyết định phá cửa vào nhà. Với xe Honda hẳn ngang dọc trên bờ cỏ tóc tiên cửa nhà khép hờ huy đẩy cửa con chó bạc dê tinh khôn và hung dữ là thế bây giờ chỉ còn là một xác chết nó bị đập vô đầu đôi mắt nó vẫn ngước lên trợn trừng kinh ngạc Cái đập chết nó phải có sức mạnh gấp ba người thường một cú đập chính xác và mạnh như một viên đạn chắc chắn con chó chết ngay máu và óc nó bắn cả lên tay ghế xa lông chủ nhà đã biến mất Huy căng thẳng Tiếng hùng chói chát vang lên ở phía sau Anh tư phát bị đạn Mọi người lao bổ về phía sau Trong gian nhà Bếp thông với phòng ngủ Tư phát nằm vắt ngang Qua đống củ xếp gọn Cửa bếp khóa trái Nhà bếp bị dỡ bốn viên ngói Chắc tư phát đã làm việc đó Để đột nhập vào nhà Cũng là một cú đánh từ phía sau Nhưng lần này Chắc do trời tối Tư Phát đã cẩn thận dùng dao cắt dây điện. Hoặc vì quá vội nên không được chính xác. Sức nặng của quả đấm sắt rơi xuống vai trái. Tư Phát bị ngất đi vì bị choáng. Bọn chúng không có thời gian để kiểm tra lại xác chết. Xong chúng còn đủ tỉnh táo để tước đoạt súng ngắn và giấy tờ của anh. Huy cay đắng thú nhận với chính mình. Bức tranh tiệt chớp đen không phải do anh vẽ mà do bọn tội phạm dựng lên và anh cùng đồng đội bị lôi cuốn vào cái mê hồn trận này anh đã có những suy xét tỉnh táo nhưng chưa đủ bản lĩnh để giành thế chủ động phải chăng do anh còn nhút nhát tiếu quyết đoán anh đã bị lão bảo tạch lừa gạt lão ta đã phân tán người của anh ra khỏi khách sạn quê hương lão đã phán đoán chính xác mọi dự đoán của anh không dù sao ta cũng còn trong tay huỳnh công cảo Huy căng thẳng Nhớ tới việc tạm giữ cảo Ở trụ sở công an phường Sau khi lòng nước lạnh Tư phát tỉnh lại Thấy Huy anh theo tàu Đuổi theo ngay Chúng lên cây số 33 lộ đá Để trốn sang Lào Tôi bám theo được bạn Hắn về đây lúc 2 giờ sáng Hắn đi theo lối sau Ở đó trên mái bếp có lỗ thủng Dành cho người chui vào được đậy hờ bằng tấm tôn mọc đấy. Hắn đã từng đến đây nhiều lần bằng lối đó. Đây là một băng buôn lậu khủng khiếp. Vừa buôn lậu vừa giết người tống tiền. Tên chủ cầm đầu là chủ ngôi nhà này. Từ ngoài cổng, đồng chí trực ban phường hớt hại chạy vào báo tin. Mà Huy vô cùng lo lắng. Cao đã trốn khỏi phường lúc mọi người nhào đến khách sạn. Khi có tin án mạng xảy ra, theo tin của dân chúng cho biết Cách đây hơn một giờ Tức là vào lúc gần 4 giờ sáng Có người đàn ông mặt lõm Mặc quân phục sĩ quan quân đội Cho một người khác Từ phía công an phường đi ra Họ phóng rất nhanh về phía nam Trên băng ca Từ phát nói thêm Chính xác từ chữ một Bọn chúng có nhiều đạn Mỗi tên có hai khẩu súng đấy Bọn này nguy hiểm Chúng đến cây số 33 lộ đá để cướp của bọn buôn lậu trầm hương người sở tại xe của chúng sẽ giao lại cho bọn buôn trầm phóng nhanh tới lộ đá đi huy buồn rầu không chúng không đi lộ đá đâu mà thôi cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi không chết là may rồi tớ sẽ lo việc còn lại huy hỏi người trung úy hình sự Việt nam quốc lộ một có cây số ba ba không có. Ở đó tiếp giáp với vùng đồi núi chứ Vâng Đi ngay tới đó Trên xe cảnh sát hú còi Lao vút đi cầu mấy khó khăn Nhóm công an truy đuổi tội phạm Tìm thấy ba chiếc Honda Và ba người đàn ông bán trầm Bị trói và nhét rẻ vào mồm Canh xa quốc lộ Sâu ở trong rừng rộng Cả ba còn sống không bị thương tích Nhưng họ bị cướp sạch 20 cân trầm trị giá hàng trăm cây vàng và toàn bộ tiền của giấy tờ tùy thân mang theo. Quả thật, băng tội phạm này đã phối hợp với nhau rất chính xác. Chúng đã đi sâu vào rừng theo lối mòn của người lấy củi. Lối mòn ấy sẽ qua ngọn núi mâm xôi và dẫn tới dãy trường sơn rồi qua Lào. Trung ý công an hình sự điện đàm về sở chỉ huy xin cho tăng cường đội truy nã đặc biệt sau đó nhóm bốn người do huy dẫn đầu đi sâu vào trong núi họ vừa đi vừa đánh dấu cho thế đội tiếp viện sau nhóm tội phạm chạy trốn tỏ ra dày dạn kinh nghiệm đường rừng chúng để lại rất ít dấu vết và tốc độ đi có thể nói là khá nhanh chúng không hề nghỉ lại và vì vậy buộc đội truy lùng phải tăng tốc và cũng không thể nghỉ ngơi Tới 11 giờ trưa, nhóm truy lùng đã vượt qua núi mông sôi. Có một triền đầy rẫy những khóm cây gai, cây mua và những ụ mối khổng lồ. Tới bìa rừng, nối tiếp lên dãy trường sơn, họ thấy dấu vết nghỉ chân của bọn tội phạm. Mọi người đã hết sức mỏi mệt. Huy cho lệnh nghỉ 5 phút sau khi đã xác định được lối chạy trốn của bọn tội phạm. Tới 3 giờ chiều, thì nhóm truy đội đặc biệt còn chó dẫn đường đã đuổi kịp. họ tiếp tế thức ăn, nước uống và các phương tiện nghỉ đêm. tranh thủ lúc nghỉ chân ăn trưa, phương án tác chiến được vạch ra. ban chỉ huy đội truy lùng được thành lập do đại úy đội trưởng đội truy nã đặc biệt làm tổ trưởng, huy làm đội phó tham mưu trưởng. để tránh sự đổ máu, ban chỉ huy quyết định nổ súng uy hiếp khi chó vừa phát hiện và kêu gọi đầu hàng để phân hóa nội bộ bọn tội phạm. Không ai biết được con đường mòn này sẽ đi tới đâu. Nó không mòn đến mức thành đường, nhưng đủ để người đi nhận ra lối. Cho đến 4 giờ chiều, thì con đường dẫn đến bờ vực sâu, đến chóng mặt. Con chó chó mõm xuống vực, sủa liên tục. Huy bám gốc cây nhìn xuống, thấy một xác người mắc kẹt giữa một tảng đá lớn rồi trồi ra và một gốc cây xù xì đầy rễ bọn chúng bắt đầu thanh toán nhau huy ra lệnh cho chó quay lại tìm lối mòn men theo bờ vực không mấy khó khăn con chó đã tìm ra một lối mòn không ai có thể ngờ được men quanh bờ vực phải chăng là người dũng cảm mới dám đi trên con đường ấy nó giống như một chiếc máng xối bằng đá phủ đầy lớp rêu trơn trượt ẩm ướt bao quanh tầng cao nhất của ngôi nhà chọc trời bề rộng của lối đi chỉ vừa đủ cho một người không thể tránh được nhau dường như các ngọn núi đá khổng lồ này không bình thường do tác động địa chất thế nào quả núi bị tắt nghẹn ở giữa dòng chảy của nước lũ từ dãy núi khác đã bào mòn sườn núi này để tạo nên một làn rãnh bao bọc vách đá trên lối đi đầy dây leo và các bụi dương xỉ các cây lá to quanh năm ẩm ướt vách đá phía dưới không có bụi cây trông như một bức tường đá màu xanh lục phía dưới vực là khói mù mịt quanh năm kẻ dẫn đường bọn tội phạm chắc chắn đã biết con đường này từ trước nên mới dám đặt chân lên đây như vậy cuộc chạy trốn của bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước và tổ chức này chặt chẽ đến mức tính cả phương án thoát thân cuối cùng. Con chó lại tiếp tục sủa xuống vực lần nữa. Một vệt máu còn đọng trên lớp rêu xanh biếc đến giận người. Một tên nữa đã xuống vực. Lúc đó 5 giờ chiều, trời bắt đầu tối mờ mờ, hơi lạnh từ dưới vực đang lên. Tinh tế cưỡi trên lưng họp, đi đêm trên bờ vực này hết sức hiểm nguy đại úy đội trưởng có ý định rút về huy phản đối không thể quay lại được bọn này đã tính toán vượt qua bờ vực trước khi trời tối chúng chỉ đi trước chúng ta khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi việt máu tươi và những mẩu thuốc đã nói ra điều đó mọi người lại tiếp tục dẫn bước đúng như dự đoán đúng bảy giờ nghĩa là khi trời tối đen không nhìn thấy gì cả đội truy nã ra khỏi bờ vực đến một lối mòn khá rộng chạy thoai thoải xuống thùng lũng trời mùa khô trong trẻo trăng mồng mười âm lịch sáng láng treo lơ lửng trên đỉnh núi phía đông ánh sáng của vầng trăng soi tỏ lối đi đội truy nã không nghỉ phía trước mờ ảo những hình thù quái dị do các lùm cây tảng đá và bóng núi tạo nên còn 30 km đường chim bay nữa, bọn tội phạm sẽ đến biên giới. Đại úy đội trưởng thông báo, Huy lo lắng. Cứ theo tốc độ và khoảng cách hiện tại, bọn tội phạm với kinh nghiệm đi rừng có đủ khả năng thoát khỏi sự truy đuổi. Huy tư lự nhớ lại hồi năm 1964, đơn vị quân báo của anh đã vượt Trường Sơn trên con đường mòn phía Đông. Địa hình ở vùng này không cho phép bất kỳ ai ngoài sự hỗ trợ của trực thăng vượt trường sơn sang lào những rào liên đã dày dạn núi rừng đã khẳng định với anh như vậy điều này cho thấy đường đi của bọn tội phạm không thể cắt theo đường chim bay được chúng sẽ xuôi về phía nam và tiến đến vùng ngã ba tam giác để vượt biên giới nếu chúng chuẩn bị tốt đường xuôi về phía nam dọc theo dãy trường sơn sẽ là con đường vòng quanh co từ đây đến vùng tam giác sẽ phải mất rất nhiều gạch thác hiểm trở và phải mất thời gian ít nhất là một tháng ròng dã chắc bọn tội phạm chỉ có thể dấn thân trên con đường đó trong lúc chúng được chuẩn bị kỹ lưỡng lúc chạy trốn chúng không có thời gian chuẩn bị rõ ràng việc huy xâm nhập nhà bảo thạch Việc bám sát thể và định ở khách sạn quê hương đã làm cho chúng bị lúng túng và liều mạng chạy trốn. Chúng hy vọng vừa chạy vừa chuẩn bị trăng. Nếu tình trạng truy đuổi giáo giết như hiện tại, chúng sẽ không có thời gian và còn sức lực chuẩn bị. Tuy thế, chúng vẫn hy vọng ở những làng bản, người dân tộc tiểu số, cấp khẩn trương cho chúng gạo, muối, rau dựa và các thứ vận dụng như song nổi Huy phát lệnh lên đường Họ đi suốt đêm Tới sáng họ phát hiện ra một xác chết nữa bị vứt vào bụi rậm. Xác chết còn mới nguyên. Người chết là Đỗ Văn Bản. Vậy là đã có một sự hỗn loạn xảy ra trong nội bộ chúng. Khả năng xảy ra có lẽ chỉ còn lại tên trùm và vệ sĩ thân cận nhất của hắn. Và điều tất yếu để thoát qua cuộc truy đuổi là chúng sẽ xâm nhập vào một buôn làng nào đó trà trộn hoặc sẽ vượt suối lấy nước để xóa dấu vết không cho chó đánh hơi được mặc dù đã mệt mỏi gần như kiệt sức huy vẫn đề nghị tiếp tục truy đuổi dấu vết của buôn làng gần đây đã có hai con chó bắt đầu khó khăn trong việc đánh hơi tới 10 giờ sáng đội truy nã đã đến gần một đám cháy lớn trước cửa hang một tội phạm đã bịt kín cửa hang để xóa dấu vết. Cái hang đó tất yếu sẽ có lối tông ra phía sau hoặc ngách nào đó của sườn núi. Theo đề nghị của Huy, đội truy nã đã chia làm hai. Một nửa do đại úy đội trưởng chỉ huy với một con chó tiếp tục tiến sâu vào hang truy tìm. Một nửa do Huy chỉ huy cùng với Phong, Hùng, hai chiến sĩ nữa và một con chó bọc sườn núi phía đông và họ tìm thấy cửa hàng. Thế là số phận của bọn ăn cướp đã được định đoạt. Họ không phải đợi lâu. Hoàng Văn Tể, người bết máu, cõng trên vai xác bảo thạch, giờ sống giờ chết, chui ra. Ngoài tư phát bị trọng thương, còn có một chiến sĩ của đội truy nã đặc biệt bị thương và một con chó bị chết. Nhưng bọn tội phạm đã bị xóa sổ trước khi trở thành một thứ mafia đông nam á ngoài bản lĩnh võ thuật và năng lực hành động trong gian nan giả bọn chúng đều có những bộ óc tổ chức chặt chẽ và phán đoán mau lẹ phút cuối cùng của tên chúng đã nói ra điều đó bức tranh chạy trốn tia chớp đen là do chúng vẽ ra và cái chạy trốn và đuổi bắt là do chúng dựng lên nhưng tất cả những cái đó không phải để cho chúng ta, cho công an xem. Bằng cướp và tống tiền tiền chớp đen ấy, có người tham gia trong ban điều hành tổ hợp buôn lậu với quy mô quốc tế, nấp giấy giãn hiệu sản xuất mỹ phẩm và thuốc dân tộc thịnh đại. Cụ thể là thể, định và bản. Bọn chúng thấy nguồn vốn khổng lồ của tổ hợp này, nên tìm cách chiếm đoạt toàn bộ. Phần đầu là tước đoạt toàn bộ số trầm hương 20kg và số vàng trao đổi tương đương. Sau đó, chúng sẽ dùng con ngáo ụp, đĩa chớp đen để moi rút kho báu của tổ hợp này. Chúng phải hành động từng bước như vậy vì không biết rõ nguồn vàng, nguồn ngoại tệ của tổ hợp giấu ở đâu. Lẽ ra, màn kịch chạy trốn đuổi bắt ấy chẳng diễn ra. Lẽ ra bức tranh tiệt chớp đen ấy sẽ chẳng có mặt chi là một khung vải trống rỗng đấy là cuộc chơi vui vẻ ở khách sạn cả băng sẽ họp mặt ở đó để bàn định công việc tiếp theo chúng đã phải đối phó dựng kịch chạy trốn đuổi bắt để đánh lạc hướng điều tra của công an chúng thấy cách điều chúng bàn bạc từ quán cà phê thiên hương bị lộ lúc lên tàu bàn chỉ đóng vờ vịt để qua mắt tay chân của ông chủ tổ hợp Thịnh Đại. Không ngờ một bộ mặt giáo giác và thái độ lẩn trốn, hắn đã làm cho công an ép sát hắn. Sai lầm thứ hai của chúng là đã để lộ thể và định là người của tổ hợp Thịnh Đại. Chúng không thể ngờ rằng Huy không để cho thể và định tự do. Việc bị đeo bám đã làm cho chúng hoảng sợ. Đỉnh cao của sự hoảng sợ này là việc Huy thâm nhập vào nhà lão bảo tạch với sự ngờ vực khi nhìn dáng đi của lão và tiếng đồ cổ chiếc ghế có tên cảo vô ý gây ra. Chúng đã thực hiện phương án chạy trốn ngay bởi vì chúng biết rằng Cách tổ chức này vừa mới hình thành còn đang ở giai đoạn trứng nước thì chỉ cần sự ngờ vực thôi cũng còn như tàn dã. Câu mắt xích quan trọng nhất của chúng là khách sạn quê hương với sự có mặt của Phong và Hùng, theo dõi chặt căn phòng Cụ thể và Định. Phương án chạy trốn cần phải có thời gian tối thiểu. Vì vậy, tên Bảo Thạch đưa cảo ra bến xe. Hắn biết thế nào Huy cũng phải cho người theo bám, và người đó phải là một trong hai người hiện có mặt tại khách sạn quê hương. Hắn tính toán thời gian rất chặt chẽ khi gặp Huy ở công an phường và tự khai báo tất cả. Đấy là thời gian bọn Thể và Định giết Nguyệt Ly và chạy trốn về nhà Bảo Thạch. Kế hoạch của chúng được thông báo qua điện thoại. Đây là điều Huy không nghĩ tới. Lão Bảo Thạch đã lừa gạt được công an lên lộ đá ở cây số 33. Tử Phát và hầu hết mọi người đều lâm tưởng điều đó thành công của Huy là quyết định đuổi theo chúng theo quốc lộ và bắt chúng ở cây số 33. Huy không tin việc giao hàng trầm hương, một loại hàng vận chuyển không đơn giản, lại xảy ra ở trên thượng nguồn xa đường quốc lộ đến hơn 50 km. Và con số 33 trùng hợp giữa lời tên mặt lõm với tin giả do chúng tung ra đã giúp Huy khẳng định địa điểm giao hàng lậu của chúng là cây số 33 Chứ không phải ở lộ đá Chắc chắn tên mặt lõm là đầu mối liên lạc Giữa bọn buôn lậu trầm hương với tổ hợp thịnh đại Cũng cần nói thêm Cảm giác ớn lạnh sau gáy Trong tối đầu tiên trên tàu Ở toa 16 của Huy Là hoàn toàn có thật Lúc đó bọn tề vật định Có ý đồ giết hại Huy Và tư phát Chúng đã núp kín Sau chiếc phuy Tương dung để chứa nước cho nhân viên phục vụ để ở góc cuối lối đi sang tòa khác. Chúng không dám thực hiện vì nhóm công an đường sắt không lúc nào rời khỏi vị trí đầu của hai tòa. Đúng là tên mặt lõm có mặt ở đoạn tàu từ lúc khởi hành. Hắn nhận điểm giao hàng ở người bán thuốc lá dưới ga và thông báo cho tất cả bọn biết theo mật hiệu quý ước. Còn thực chất của cuộc chạy trốn Bọn chúng đang thực hiện phương án rất sâu sắc vào rừng núi để làm lại từ đầu bằng cách đổi xác mới. Chúng phải giết hại nhau trên đường chạy trốn. Vì tên trùm tội phạm nhận thấy sự truy đuổi của công an đang tới gần. Hắn hành động theo phương án tháo thân. Cuối cùng bằng cách giết từng tên để ngăn công an và hạn chế dấu vết. Đúng như Hồng dự đoán, tên trùm sẽ là tên sống sót cuối cùng hắn chính là Bảo Tùng trong cái lốt Hoàng Văn Thể. Anh em nhà hắn đã nhúng tay vào tội ác từ lâu. Chúng tống tiền cướp giật, dắt mối, buôn ma túy và cũng đã từng ở một trong bang khét tiếng vùng Tam Giác Vàng, chuyên săn đuổi những kẻ buôn lậu ma túy khác. Chẳng có thảm cảnh nào xảy ra ở ban mê thuật hay sự giết chóc ở vùng biên giới Thái dành cho bảo thạch cả mớ lý lịch đẫm mọ ấy đã là một trang tiểu thuyết trình thám do bảo thạch sáng tác nhằm thu phục lòng tin ở mọi người còn nguyệt ly là một đệ tử loại ba của chúng lẽ ra tên bảo thạch là tình nhân của cô ta nhưng vì cô ta bị bệnh đầu tính luyến ái nặng tới mức lãnh cảm với đàn ông bọn chúng sử dụng cô ta như một tứ giao liên công khai trước khi tháo chạy chúng sát hại cô để bịt đầu mối